Nguyễn Văn Thành là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn, đồng thời là một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi, trở thành vị vua đầu tiên, vua Gia Long của triều Nguyễn. Năm Bính Ngọ 1786, ông cùng Lê Văn Quân giúp quân Xiêm đánh tan quân Miến Điện ở Sài Nặc trên đất Xiêm. Năm Nhâm Tuất 1802, vua Gia Long phong cho ông làm tổng trấn Bắc Thành, ban cho sắc ấn trong ngoài 11 trấn đều thuộc vào cả. Các việc truất nhắc quan lại, xử quyết việc án, ông đều được tiện nghi làm việc. Nhờ vậy mà sau mấy năm đất Bắc Hà được yên trị. Cùng thời gian lãnh mệnh triều đình đứng ra coi việc xây dựng lại Bắc Thành, ông đã cho tu bổ văn miếu Quốc Tử Giám, dựng thêm Khuê Văn Các. Đây là một kiến trúc có giá trị độc đáo về khía cạnh văn hóa và mỹ thuật. Công việc được hoàn thành vào mùa thu năm 1805. Năm Bính Dần 1806, sau khi xem xét kỹ lưỡng nguồn gốc đường biên giới phía Bắc, dựa vào địa dư từ thuở trước đến thực tế hiện tại, Tiền quân Nguyễn Văn Thành đã đề nghị đưa thư và xin đề cử người trao đổi với quan nhà Thanh, vạch rõ địa giới hai nước. Năm Kỷ Tỵ 1809, dân Bắc Thành gặp nạn đói, ông dâng sớ tâu: nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Sau khi các trấn bị thiên tai, dân ngày càng đói lắm, xin bàn cách phát triển và cho vay để đỡ túng ngặt cho dân. Mọi việc đều được vua nghe theo. Năm Canh Ngọ 1810, ông được triệu về kinh lãnh ấn trung quân, rồi được giao cử chức tổng tài trong việc soạn bộ Hoàng Việt Luật Lệ, thường được gọi là Luật Gia Long, và Quốc Triều Thực Lục, là hai công trình văn hóa quan trọng của triều Nguyễn. Năm Quý Dậu 1813, ông được vua cử đi lập pháo đài Điện Hải và đài An Hải, nằm hai bên tả hữu sông Hàm, ở miền giáp giới với biển, để kiểm soát thuyền bè ra vào và trấn giữ Đà Nẵng. Ông viết Văn Tế Tướng Sĩ Trận Vong. Đây thật là một áng văn chương tuyệt bút của nền văn học Việt Nam. Than ôi, trời đông phố vận ra sóc cảnh, trải bao phen gian hiểm mới có ngày nay. Nước Lô Hà chảy xuống Lương Giang, nghĩ mấy kẻ điêu linh những từ thở nọ. Cho hay sinh là ký mà tử là quy, mới biết mệnh ấy yếu mà danh ấy thọ. Xót thay tình dưới viên mao, phận trong giới tử. 3000 họp con em đất bái, cung tên ngang dọc chí nam nhi. 200 vây cờ cõi non kỳ, cơm áo nặng dày ơn cựu chủ. Dẫn thân cho nước son sắc một lòng, nối nghĩa cùng thầy tuyết sơn mấy độ. Kẻ thời theo cơ đích chạy sang miền khách địa, hăm hở mài nanh rũa vuốt, chỉ non tây thề chẳng đội trời chung. Kẻ thời đón Việt mau trở lại chốn xa cơ, dập dìu vén cánh nương vây, trong cõi Bắc quyết thu về đất. Nằm gai nếm mật chung nỗi ân ưu, mở suối Bắc cầu riêng phần lao khổ. Trước từng trải Xiêm La Cao Miên về Gia Định, mới dần ra Khánh Thuận. Đã mấy buổi sơn phong hải lễ, trời cao quang soi tỏ tấm kiên định. Rồi lai từ Đồn Bàng Nam Ngãi lấy Phú Xuân,
mà thắng tới thắng lui. Biết bao phen vũ pháo vân thê, đất lũng thục lăn vào nơi hiểm cố. Phận truy tùy ngẫm lại cũng cơ duyên, trường tranh đấu biết đâu là mệnh số. Kẻ thời chen chân ngựa quyết giật cờ trong trận, xót lẻ gan vàng mà mệnh bạc, nắm lông hồng theo đạn lạc tên bay. Kẻ thời bắt mũi thuyền toan cướp giáo giữa dòng, thương thay phép trọng để thân khinh, phong da ngựa mặc bèo trôi sóng vỗ. Hồn tráng sĩ biết đâu miền minh mạng, mịt mù gió lốc thổi dấu tha hương. Mặt chinh phụ khôn vẻ nét gian nan, lập lòe lửa trời soi chừng cổ độ. Ôi cùng lòng trung nghĩa khác số đoạn tu, nửa cuộc công danh chia phần kim cổ. Đoái là tiếc xương đồng gia sắc, thanh bảo kiếm đã trăm rèn mới có, nợ áo cơm phải trả đến hình hài. Những là khen dạ đá gan vàng, bóng bạch câu xem nửa phút như không, ơn dày đội cũng cam trong phế phủ. Phận dù không gác khói đài mây, danh đã dậy ngàn cây nội cỏ. Thiết vì thuở theo cờ trước gió, thân chẳng quản ngàn xương đệm giá, những chờ xem cao thấp mức cân thường. Tiếc cho khi lỡ bước giữa dòng, kiếp đã về cõi suối làng mây, nào kịp thấy ít nhiều ơn vũ lộ. Vâng thượng đức hồi loan tháng trước, đoàn ứng nghĩa dẫn Quảng Thuận Nghệ Thanh cũng vậy, rồi ân quang gieo khắp xuống đèo ngang. Mà những người từng thượng trận ngày xưa, dắt tống công tự ngọ mùi thân dậu đến giờ, treo tính tự để nằm trong lá xu. Ngọn còi rúc nguyệt nơi tẻ nơi vui, dịp trống rồn hoa chốn tươi chốn. Đã biết rằng anh hùng thì chẳng quản, trăm trận một trường oanh liệt, cái sinh không cái tử cũng là không. Nhưng tiếc cho tạo hóa khéo vô tình, ngàn năm một hội tao phùng, phận thủy có phận chung sao chẳng có. Bản chức nay nhập việc biên phòng, chạy lòng niềm viễn thú. Dưới trướng nức mùi trung đỉnh, sực nhớ khi chén rượu rót đầu gành. Trong nhà rõ vẻ áo xiêm, chạy nghỉ bụi tấm cù hung trước gió. Bâng khuâng kẻ khuất với người còn, tưởng tượng thầy đâu thì tớ đó. Nền phủ định tới đây còn sốc nổi, vu lòng một lễ chén rượu thoi vàng. Chữ tương đồng ngẫm lại vốn đinh ninh, khắp mặt ba quân cờ đào nón đỏ. Có cảm thông thì tới đó khuyên mời, dù linh thính hãy nghe lời dặn dỗ. Buổi chinh chiến hoặc oan hay chẳng, cũng chớ nề kẻ trước người sau. Hàng trên lớp dưới, khao thưởng rồi sẽ tấu biểu dương cho. Thăng bình đừng có nghĩ rằng không, dù ai còn cha già mẹ yếu, vợ quá con côi, an tập hết cũng ban tồn tuất đủ. Hồn phách đâu đều ngày tháng phấn nghiêu, hài cốt đó cũng nước non thang vũ. Cơ huyền diệu hoặc thâm trầm chưa rõ, thiên thời về cố quật để hương thơm lửa sáng,
kiếp tái sinh lại nhận cửa tiền quân. Niềm tôn thân dù sinh tử chớ nề, linh thời hộ hoàng triều cho bể lặng sóng trong. Duy vạn kỷ chữa dời ngôi bảo tổ.